Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Danh ca Chí Linh nhập viện cấp cứu khẩn cấp, show diễn tối nay bị hủy. Bầu show mới của Chí Linh cho biết danh ca vừa nhập viện cấp cứu, chưa rõ nguyên nhân và diễn show diễn tối nay. 11 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh bị hủy vì nhiều lý do bất khả kháng. Ông Ái bất ngờ cho biết ông vừa nhận được tin báo Chí Linh đã nhập viện cấp cứu mà chưa rõ nguyên nhân. Hiện ông đang được xác địa chỉ để tới thăm xem tình hình sức khỏe của danh ca như thế nào rồi thể thông báo cụ thể hơn. Nhiều bầu show ở hải ngoại đã gọi về Việt Nam để nói chuyện với Chí Linh khi nghe tin đồn ông bị qua đời. Ngày 11 tháng 5, tin đồn nam ca sĩ Chí Linh đã qua đời ở tuổi 80 gây xôn xao dư luận. Được biết tin đồn này xuất phát từ cộng đồng người Việt tại California, Mỹ. Danh ca Chí Linh là trong những nhân vật đình đám trong làng Việt. Ông được sắp xếp vào thứ tự nhạc vàng, sở hữu nhiều ca khúc bất hủ. Đi cùng năm tháng, theo thời gian, Chí Linh dù đã có tuổi nhưng vẫn duy trì được phong độ. Trong giọng ca thỉnh thoảng, khán giả lại bắt gặp ông chạy show hải ngoại với tháp tùng của bà xã. 80 tuổi Chí Linh vẫn rất minh mẫn, phong độ mỗi lần lên sân khấu là lần khiến khán giả liêu xiêu. Hiện tại Chí Linh đang sống tại Canada với vợ thứ tư, Phương Nga bên cạnh đó hướng tuổi già. Họ còn cùng nhau trải nghiệm cuộc sống bình dị với trồng cây, câu cá. Mới đây danh ca Chí Linh đã hạn diện khoe vườn cây chịu quá do chính mình ươm trồng và chăm sóc. Khu vườn xanh mượt với mập đắng bầu bí, nó chẳng khác gì gia tài của Chí Linh khi ông dồn tâm sức nuôi trồng thời gian qua. Nam danh ca cho biết, trong thời gian dịch bệnh hoành hành, nhìn thành quả hiện tại mà giọng ca thành phố buồn lấy làm tự hào. Trong video được chia sẻ ở một góc quay, lướt qua cộng đồng mạng, tính nhất phát hiện chiếc màu trắng đổ cạnh vườn cây, đây nhiều khả năng là xe của Chí Linh. Dù chẳng khoe khoang và độ giàu có của mình, nhưng chứng tỏ đó cũng là đủ thấy nam danh ca có cuộc sống sung túc tại Canada. Cách đây không lâu, con trai Chí Linh chỉ dùng khẳng định nói vì giàu có khả năng thì chỉ ba tôi thôi chứ anh em có gì ai giàu. Dù đã sống tại Canada nhiều năm nhưng Chí Linh không bao giờ lạnh cho bất cứ người con nào sang đây sống cùng mình. Lý do chưa được tiết lộ và vì việc báo lãnh rất tốn kém tiền bạc và thời gian. Bên cạnh đó, hầu hết các con Chí Linh đều có gia đình và định hướng riêng cho cuộc sống tại Việt Nam nên ông không muốn ép buộc phải đi theo ý mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.